Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên trang phân tích của Harry Trader. Mình là Harry. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review về giá vàng. Thì trong clip trước thì ở trong cái phần về giá vàng á, thì các anh chị có thể xem lại ở cái kênh của mình trong phần danh sách phát nha, phân tích về giá vàng á, thì mình có làm clip nói về cái chiến lược giá vàng hôm trước rồi. Thì hôm nay xin lỗi mọi người là sao mạng nó là đẹp tí. Đấy thì là mọi người xem lại cái chiến lược về vàng của mình ở trong cái phần này nhá, chiến lược vàng này. Forex thì ở đây. Đấy. US30 thì đây. Dầu thì lâu lắm rồi không làm, SL 2 lần tôi nghỉ luôn. Đó thì là các cái phần mình phân chia rất là rõ. Anh chị nào mới đăng ký thì mình cũng xin phép là một chút thời gian để chia sẻ cho mọi người trong cái phần phát là như thế này nha. Nhưng anh chị nào mà đã biết rồi thì thông cảm một chút, nó hơi chiếm khoảng mấy phút của chúng ta, có lẽ sẽ gây cái sự khó chịu cho người nghe, nhưng mà thôi, chúng ta vì những anh chị mới một chút vậy. Đây, bây giờ vào giá vàng thì các anh chị và các bạn biết được là tuần trước thì mình có review về giá vàng, thì mình có nói rằng nếu có mua thì cái khu vực này nó là khu vực vùng cầu này thì canh mua được, và cái khu hoặc là phải vượt hẳn khu vực trên này thì mới canh mua. Thì đến hôm nay thì cái nhìn của mình về vàng nó như thế nào thì bây giờ mình xin phân tích lại từ đầu. Trước mắt là mình sẽ mở khung thời gian lớn, thực ra cũng chẳng mở đến cần mở đến khung thời gian tháng nữa, bởi vì mở tháng ra là cái dữ liệu nó từ những năm nào ở đây, thì bây giờ về cơ bản là nó quá lâu rồi, câu chuyện về nền kinh tế bây giờ nó không giống như là 10 năm trước nữa, nên là bây giờ nếu chúng ta lấy cái này làm những cái vùng mà kháng cự hỗ trợ thì nó thực sự là nó không, mình thấy nó không có hay lắm. Tuy nhiên là có thể dùng để làm tham chiếu được. Thì với vàng thì bây giờ chúng ta thấy là trên khung thời gian tháng ít nhất chúng ta thấy có hai cái vùng mà có thể làm tham chiếu về cung cầu được rồi này. Thứ nhất là vùng đỉnh trên này, tuy chưa đóng cửa tháng nhưng mà ở đây chúng ta thấy đã đến hiện tại bây giờ đã có lực rút chân, ok, thì nó có thể làm một cái tham chiếu là tạm thời bây giờ nó đang đóng vai trò là cái vùng cung phía trên cho chúng ta. Cái vùng cầu gần nhất mà tạo ra khu vực hiện tại thì lại là cái vùng này, đây khu vực này, chân của cái cây nến rất mạnh này, và một vùng nó để tham chiếu là vùng này, đấy, vùng 1860. Như vậy ở đây chúng ta có 3 vùng và 2 vùng đang có gọi là có cạnh tranh trực tiếp với nhau, đấy chính là 12073 và vùng 1860 này. Thế bây giờ để có thể ra được cái chiến lược cho tuần sau xem là liệu có cái cơ hội nào nó xác suất nó cao để chúng ta vào và trading hay không thì phải kỹ hơn ở các khung thời gian nhỏ. Đấy, bây giờ chúng ta thấy là ở trên khung thời gian tuần thì cái khu vực 1860 này nó đang đóng vai trò là có lực rút chân, như vậy ở đây chắc chắn nó là một vùng cầu, và vùng cầu này là vùng cầu mới các anh chị nhé, vùng cầu này vùng cầu mới hình thành. Vùng cầu này được hỗ trợ bởi cái yếu tố nào? Nó thực tế ra là nó gần vùng cầu này đúng không ạ? Đây khu vực mà break rồi bắt đầu là lực mua vào mạnh lên đây này, thì khu vực này là một cái vùng cầu mang tính chất tiếp diễn, thì cái lực mua lên đấy bây giờ cộng với cái sự rút chân của cây nến tuần trước thì chúng ta thấy được là có vẻ như phe mua đang chấp nhận mua ở mức giá cao hơn, tức là về chen thì vàng chưa có chen giảm chắc chắn luôn, vẫn đang là chen tăng, nhưng mà vấn đề là vẫn đang là chen tăng, nhưng mà vấn đề là bây giờ là chen tăng là chen lên ấy, thì chúng ta phải tìm ra những cái vùng cầu mà ở đó chúng ta phải hiểu là gần như là tổng hòa, thị trường là tổng hòa của các giao dịch, mà ở đây các giao dịch về vàng nó cho thấy rằng là đại đa số đều đã chấp nhận mua vàng ở giá cao hơn cái vùng cầu cũ này, tức là cái vùng 1860 này là vùng mà gần như là chỉ có phe mua thôi, phe mua chiếm hẳn tuyệt đối, vậy nên ở đây nó mang tính chất là một vùng cầu mới. Và nó là một vùng cầu mới thì chúng ta phải để ý đến nó.
không có nghĩa là chúng ta vào mua luôn, nhưng chúng ta phải để ý thì nó, vì ít nhất chúng ta thấy trên này có lực bán xuống, đúng không ạ? Và lực bán xuống đến hiện tại bây giờ cũng cho thấy lực bán đấy cũng mạnh chứ không phải là không mạnh. Chẳng qua là vùng trên này và vùng này là hai vùng chúng ta thấy đang cạnh tranh với nhau, và có thể là một trong hai vùng này sẽ còn là giằng co nhau cho đến khi mà cái thời gian đủ lớn để cho là cái lực mua bán ở đây nó đạt một cái mức cân bằng, gọi là chúng ta gọi là mình gọi là mức cân bằng. Thực ra rất khó diễn tả cái chỗ này, kiểu giống như là bão hòa ấy, mọi người hình dung là như thế. Thế nên là ở đây đến khung thời gian tuần này như này thì mình có một cái cảm giác là có lẽ là giá vàng trong 1-2 tuần tới sẽ không có cái sự biến động nào mạnh vượt quá hai cái vùng này đâu. Tức là mình đang cảm thấy nó là như thế nha. Chứ chưa, mình đang nói là đây là yếu tố mang tính chất là cảm nhận, chứ chưa có thực tế, là chưa có đủ cơ sở dữ liệu để khẳng định. Nên là mình chỉ để ý để quan sát thôi, để ý để quan sát. Giờ muốn biết rõ hơn nữa thì chúng ta sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn. Trong khung thời gian nhỏ hơn thì chúng ta thấy điều gì? Từ vùng cung trên này chúng ta thấy có một vùng cung nữa. Đây, vùng này xuất phát cho lực bán mạnh của cây nến này, ít nhất là một vùng này. Cái vùng thứ hai chính là vùng hiện tại này này. Đây, vùng mà cái đường ten can này này. Lý do vì sao? Các bạn biết vì sao mình lấy cái vùng này không? Thứ nhất, vùng này là vùng mà nó cũng cho thấy là trong cái quá trình từ đây đi lên đây thì vùng này là vùng lưỡng lự, sau đó bắt đầu đẩy vào một lực mua rất là mạnh thì mới đẩy lên được cái đỉnh 2073. Và chính vì cái khu vực này là đẩy lên như thế nên khi, tức là ở đây nó tồn tại những cái lực mua mạnh, nhưng khi nó quay về đây thì lực bán ở đây phải rất là mạnh nó mới phá được khu vực này. Đấy, nó kiểu như thế này, mình vẽ bằng cái hình ô vuông thì mọi người sẽ hình dung không? Đó, tức là ở vùng này hiện tại bây giờ nó đang tính có tính chất là vùng cung rồi. Trên khung thời gian này thì nó đã cho chúng ta thấy là ở đây có tính chất là vùng cung rồi. Bởi vì thế nên là tuần trước mình mới có nói rằng là nếu có mua thì đợi nó vượt khu vực này thì nó hợp lý hơn, hoặc là về hẳn cái khu vực vùng cầu nhỏ trong ngắn hạn để mua lên thì nó hợp lý hơn. Chứ còn thực ra là để dự báo về dài hạn thì mình chưa thấy là, xét về yếu tố hệ thống phân tích của mình là chưa thấy sẽ đi đâu cả. Nhưng ít nhất ở đây chúng ta thấy được là dòng tiền gần nhất thì đang có là cái dòng tiền mua từ đây lên, tạo ra một cây nến doji trong ngày này. Nhưng mà cái dòng tiền từ trên này bán xuống thì cũng quá là gần so với dòng tiền này, nên là không có sự nổi bật. Và có lẽ là ở đây thì nhìn như thế này thì mình đang thấy là gần nhất là cái phe bán nó sẽ chiếm chủ đạo. Bởi vì chúng ta thấy là sau khi cây này xảy ra, cây này đều chưa có phá được khu vực này. Mà ở đây chúng ta thấy là cái đường Spendy của Ichi này, nó bắt đầu là nó bẻ xuống, và nó đang mở rộng ra, nó bắt đầu nó bẻ xuống, bắt đầu đi ngang. Đường Spendy của D cũng đang đi ngang. Có nghĩa ở đây mình đang hình dung được là cái dòng tiền đầu dòng á, nó đang bị chặn lại. Và cái mức cân bằng ở trong dài hạn, tức là mức cân bằng trong suốt 52 ngày, đây là bắt đầu cho thấy là cái khu vực trên này là khu vực vùng cung mạnh này. Và để mình đo xem nhé, đến đâu nhá, là 52, à mình xin lỗi mọi người, mình dùng cái dữ liệu là 54. Đây thì rõ ràng là từ đây, đây từ cây nến này, thì mọi người thấy được là ở khu vực này này, trước đó nó là một khu vực đi ngang, là một cái khoảng thời gian mà giá vàng đi ngang rồi sau đó bứt phá. Thế nên là khu vực này là khu vực mà tập trung nhiều cái lực mua dồn vào để tạo nên cái sự break đi lên, tạo thành cái chen lên này, đúng không ạ? Vậy mà bây giờ là khu vực này cộng với đáy ở đây nhá, đáy thấp nhất là cây nến này này, cộng với lại đỉnh cao nhất ở đây, chia đôi ra thì nó ra đường Spendy này. Nó ra đường Spendy này thì, mà đường Spendy này đi ngang thì nó chứng minh cho chúng ta một điều, đó là cái vùng cung trên này là bắt đầu phát huy tác dụng. Mà vùng cung trên này nó lại đẩy mạnh xuống như thế thì vùng cầu ở đây nó chỉ là vùng cầu mang tính chất là tiếp diễn thôi. Vùng cầu này thì thực sự là không có vùng cầu mới này, vùng cầu mới này thực sự là mình không thấy có cái
tức là chưa đủ dữ liệu để cho thấy nó mạnh, mà cái vùng này thì mình lại thấy vùng này lại thấy là vùng cung này đang mạnh, nên có khả năng mây thì lại là giai đoạn thẳng với này thì là mây lại là mây mỏng, nên là có khả năng mình đang nhìn thấy sang tuần vàng sẽ loanh quanh để có khả năng nó sẽ đào. À, có thể ít nhất là mình đang nghĩ đến cái vùng 1860 nha. Và cái điều này đang được ủng hộ với cái điều gì? Thứ nhất là về nến thì cho thấy là cái lượng bán đã phá được vùng cầu gần nhất, đúng không ạ? Nếu ai học về supply demand thì sẽ thấy là ok, từ vùng cung này đã xuất phát lực bán và phá được vùng cầu gần nhất, và vùng cầu này đang có yếu tố trở thành vùng cung. Cái điều thứ hai, với Ichi thì đường Tenkan bị phá, tức là cái đường chuyển đổi đầu tiên bị phá, đường chuyển đổi trong ngắn hạn đã bị phá rồi. Đây có thể coi là sự bẻ ngoặt của cái dòng tiền á, và kể cả cái đường Kijun này cũng bị phá. Thế thì rõ ràng là cho thấy cái vùng cung này nó đang mạnh dần lên nha, đang mạnh dần lên. Rồi, yếu tố về Chiku này, tức là so sánh với lại giá hiện tại so với lại cái khu vực quá khứ, thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là để tạo ra cái đường Spendy thì là cái vùng này là vùng chính, mà vùng này nó đã sideways trong một giai đoạn khá dài, thế nên là vùng này đang đóng vai trò là vùng cầu chủ đạo. Nó bắt đầu đi ngang thì vùng này là vùng cung chủ đạo. Bởi vì thế ở vùng cung chủ đạo này tiếp tục tạo ra được một vùng cung mới. Bởi vì thế mình nhìn thấy là có khả năng Spendy, xin lỗi anh chị và các bạn, đường Chiku Spend này nó cũng đang ủng hộ cho chúng ta một việc là cái vùng giá hiện tại so với quá khứ có khả năng sẽ còn test lại cái vùng mà đường giá này đã. Cái vùng đường giá này thực tế ra đây chính là một cái biểu hiện của breakout. Mình sẽ kiểm tra lại một chút nha. Khả năng rất cao đó các anh chị. Các anh chị để ý này, cái vùng mà mình đã vẽ đây là cái vùng mà trong quá khứ này, đây này, đó. Lúc đầu thì mình không dám dùng nó bởi vì lâu quá rồi, nhưng đến bây giờ thì khi thấy cái lực này nó trùng với cái vùng cầu mới, nên trong quá khứ này, khu vực này đã từng bán rất mạnh, bán và suốt 10 năm sau mới quay trở lại được. Thế thì trong quá khứ đây đã lực bán thì bây giờ nó trở thành là mua vùng cầu. Bởi vì thế cây nến này đóng vai trò là break. Mà chúng ta biết là lý thuyết breakout thì sau khi đã break khỏi cái vùng nền, nếu như có tính chất là nền cứng á, thì sau khi là cái ảnh hưởng về xung lực mua lên này bắt đầu nó yếu dần thì giá có khả năng test lại một lần nữa vào cái vùng nền cứng này. Ở vùng nền cứng này sau đó là bắt đầu là bật lên tiếp. Vậy nên mình đang nghĩ đến giá vàng là cái kịch bản nó sẽ là thế này nha. Kịch bản nó sẽ là thế này và đi lên. Thậm chí có thể lên dài. Thậm chí có thể còn lên rất là dài. Nếu các chị xem lại clip vàng trước đó của mình thì mình cũng đã nói về cái khả năng này rồi. Mọi người xem lại một chút nha. Ở đây hôm nay mình phân tích kỹ hơn. Mình đang nghĩ đến cái kịch bản đấy. Tất nhiên là nghĩ đến thì không phải cứ thế là làm. Chúng ta sẽ đợi ít nhất là bây giờ trên khung ngày đang cho rồi này. Như vậy sang tuần như này có khả năng là canh bán được nha. Canh bán được và tìm điểm cắt lỗ ở đâu loanh quanh khu vực vùng cung này. Vàng có khi lại là cơ hội đấy. Ô nhìn tự nhiên phân tích kỹ lại bắt đầu lại thấy có thể vàng là một cơ hội để ăn dài đấy nha. Và khung thời gian nhỏ hơn H4 thì xem nào. Xóa cái này đi cho mọi người dễ nhìn. H4 đấy, vùng này cũng đang chứng minh được cái của nó này. Mà vùng này thì là mình có nói là nếu có mua ngắn thì thực ra nó chỉ chọc một cái dâu lên đây, nhưng mà hình như đâu cũng được chục giá hay sao á. 3144 thì khiếp, cái vàng nó biến động. Mà hai nữa là vàng đang giá cao nên cái độ biến động của nó thì là ok, nên anh chị cố gắng là đặt cái điểm cắt lỗ cho nó chuẩn, quản trị rủi ro cho nó chặt chẽ nha. Tuy là cơ hội nhưng mà thực ra chúng ta nên quản trị cho nó chặt chẽ. Và đây nó đã bị kích hoạt một lần thì mình lại càng thiên về cái việc là loanh quanh vàng sang tuần là bán. Đây cái vùng này nó kích hoạt một lần, vùng này chỉ mang tính chất là cầu tiếp diễn thôi, vùng cầu tiếp diễn thôi chứ nó không mang tính chất đảo chiều, thì có khả năng nó sẽ test về 1860. Wow, đâu được trăm giá đấy nhỉ, 90-100 giá đấy, cơ hội đấy. Nhưng mà có lẽ là đợi, mình cần đợi thêm một chút thời gian để cho cái lực bán ở đây nó bắt đầu nó dồn dần.
À, vậy là khu vực này mình sẽ phải áp dụng kỹ thuật chơi theo biên độ. Khu vực này sẽ áp dụng kỹ thuật chơi theo biên độ, bởi vì chen thì chúng ta chưa có. Chen giảm thì chúng ta chưa có. Chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật chơi theo biên độ. Tức là thực ra ở đây cũng có thể coi nó là một cái kênh. Nhưng mà mọi người đừng có bám vào là cái kênh này là nó cứ phải đi đẹp theo cái kênh này, không không phải nhé. Ở đây là mình nối là vì hai cái vùng giá này nó có tính chất giống nhau, là đều phe bán đều thắng này. Và vùng giá này nó cũng mang tính chất đảo chiều. Vùng này cũng vậy, vậy nên là đây là một cái kênh có thể coi là một cái chen giảm. Một kênh giảm, chỉ có điều là nó giảm mạnh quá lại xuống đến cái vùng cầu tận đây rồi. Thế nên là nếu như mà bây giờ để theo chen nữa thì cái việc mà dự báo rằng là nó phá qua được đây thì mình nghĩ là cần thời gian lâu hơn. Nếu nó phá về vùng cầu này để mua thì cần thời gian lâu hơn. Nên trước mắt là tạm đặt mục tiêu ở cái vùng này đã, đặt mục tiêu ở vùng demand này đã. Đó, đặt mục tiêu ở đây đã. Với chúng ta trading thì dùng đòn bẩy thì cứ ăn theo từng đoạn như thế cũng được rồi. Đó thì có khả năng là sang tuần canh nha, canh canh. Có thể thứ hai, thứ ba gì đó ta. Nghĩ kỹ hơn một chút thì chúng ta quan sát. Mọi người sang tuần là cố gắng, ai xem clip này là cùng mình là canh nó nha, canh nó. Có gì thì cũng comment báo cho anh em câu. Vì thực tế là mình không phải lúc nào mình cũng ngồi được máy, có khá là nhiều việc. Sang tuần là còn có lịch nha, đào tạo cho một nhóm khách hàng của Winjo Poker nữa, nên là còn một yếu tố nữa mình muốn chia sẻ với mọi người. Ngay cả yếu tố về về BGG cũng cho chúng ta thấy nha, là khu vực này là spammy đúng không ạ? Bắt đầu đi ngang này. Spammy nằm dưới rồi này. Nó đang to dần ra này. Tất nhiên là cái chỗ này nó bị hẹp lại thì là mọi người sẽ nghi ngại, nhưng ít nhất là chúng ta thấy là lực bán ở đây nó đang mạnh dần lên. Lực mua thì yếu dần, lực mua thì cứ xuống rút chân nhưng yếu dần. Hai nữa này, so với tương quan trong quá khứ thì chúng ta thấy là sau khi Chiku là cắt đường giá xuống phía dưới, cắt vào mây, không xuyên qua được mây thì lại bắt đầu quay về các khu vực chạm cái đường Spenny phía trên. Có lẽ sẽ còn một đợt retest lại khoảng này 1959, 1960, tức là 1959, 1967 loanh quanh khu vực này là vàng sẽ sập một cú nữa. Có lẽ mình sẽ chờ cái cú này. Ok, đấy là toàn bộ tất cả những cái gì mình đang view thấy về vàng. Và mình cũng xin nhắc lại là mọi phân tích của mình đều mang tính tham khảo. Anh chị em nếu ai có theo vui lòng nhớ bài quản trị rủi ro. Vì mình không phải lúc nào mình cũng đúng. Được cái là khi mình sai thì mình té nhanh lắm. Tam thập lục kế, tẩu vi là thượng sách. Không có dại mà chống lại gì. Mà cái người mà dám cắt lỗ thì mới tồn tại được với thị trường này, mình khẳng định luôn. Còn nếu không thì chuyển sang chơi thủ thuật, mà chơi thủ thuật thì đường nào chả chết, nói thẳng luôn. Chẳng có cái ông nào chơi thủ thuật mà ông lại tồn tại lâu dài. Đó thì là toàn bộ những cái view của mình về bạc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong clip sau.